Xin chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính Bất Động Sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc tọa đàm ăn tối làm việc với lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và quỹ đầu tư tài chính hàng đầu của Mỹ vào tối ngày 22 tháng 9 theo giờ địa phương tại thành phố New York. Tại cuộc tọa đàm, đại diện các tập đoàn, quỹ đầu tư, các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam đã tập trung thảo luận về các giải pháp, định hướng nhằm đẩy mạnh thu hút các nguồn tài chính cho phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong xây dựng, hình thành và phát triển trung tâm tài chính. Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030, Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng trung tâm tài chính quốc tế nhằm cải tạo một bước chuyển mới về chất, thu hút thêm nguồn lực, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa Việt Nam lên nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị kinh tế toàn cầu. Chia sẻ với Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đại biểu cho rằng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế đối với Việt Nam là vấn đề mới, phức tạp. Do đó, việc lựa chọn mô hình và cách thức xây dựng trung tâm tài chính cần được thực hiện trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc các bài học kinh nghiệm quốc tế. Nguyên tắc xuyên suốt theo các nhà đầu tư Mỹ là tạo ra sân chơi cho các nhà đầu tư tài chính quốc tế có luật chơi chung, tương thích với thông lệ quốc tế, nhưng đồng thời phải phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc Mỹ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện sẽ mở ra những cơ hội mới trong hợp tác thương mại và đầu tư. Ông chia sẻ định hướng thời gian tới, Việt Nam chuyển sang thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng và có trọng tâm, trọng điểm, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh đầu tư khoa học công nghệ, năng lực sản xuất để đáp ứng và tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, theo người đứng đầu chính phủ, việc triển khai các lĩnh vực ưu tiên nói trên đều cần nguồn tài chính, cần sự đồng hành, chia sẻ nguồn lực của bạn bè quốc tế, các doanh nghiệp đa quốc gia, các quỹ đầu tư lớn trên thế giới nói chung và Mỹ nói riêng. Thủ tướng nhấn mạnh, kinh nghiệm và nguồn lực của các tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài, các tập đoàn đa quốc gia, các quỹ đầu tư lớn trên thế giới là cần thiết và quan trọng nhằm thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển trung tâm tài chính. Ông đề nghị các tập đoàn, quỹ đầu tư toàn cầu chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn chính sách, huy động nguồn tài chính tham gia vào quá trình xây dựng, cùng đầu tư và phát triển trung tâm tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang tiếp tục thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp và trên cơ sở kinh nghiệm đã có, nên muốn các tập đoàn, quỹ đầu tư tư vấn hỗ trợ để xây dựng, phát triển thị trường theo hướng minh bạch. Trưa cùng ngày, Thủ tướng có cuộc tọa đàm ăn trưa làm việc với các nhà đầu tư lớn của Mỹ. Ông khẳng định, Việt Nam luôn chào đón các nhà đầu tư và luôn đồng hành, lắng nghe, hỗ trợ nhà đầu tư, tạo thuận lợi, giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh cho các nhà đầu tư trong điều kiện mới. Với chủ trương hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, ứng phó biến đổi khí hậu, sản xuất chất bán dẫn, năng lượng mới. Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục vào Việt Nam hợp tác, đầu tư để cùng thắng, cùng có lợi. Sáng ngày 21 tháng 9 giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính tọa đàm với các giáo sư, chuyên gia kinh tế, nhà nghiên cứu hàng đầu đến từ ba trường đại học Harvard, Columbia, Yale với chủ đề thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững trong môi trường kinh tế toàn cầu biến động. Nhắc lại chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Joe Biden ngày 10 đến 11 tháng 9 vừa qua, người đứng đầu chính phủ nói đó là dấu mốc lịch sử, nâng tầm quan hệ Việt-Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện. Trong đó, hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư là nền tảng trọng tâm và động lực. Hợp tác khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là đột phá. Vì vậy, Thủ tướng mong được các chuyên gia tư vấn về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững. Giáo sư David Dapais, kinh tế trưởng chương trình Việt Nam, trường Harvard Kennedy, đánh giá nền kinh tế Việt Nam có độ mở rất lớn nên thời gian tới sẽ tiếp tục chịu tác động mạnh từ khó khăn của nền kinh tế thế giới. Việt Nam phải cố gắng nhiều hơn nữa trong việc tự cường khi nền kinh tế có nhiều điểm sáng nhưng cũng không ít khó khăn. Để nâng cao tính hiệu quả của nền kinh tế, tiến lên những vị trí cao hơn trong chuỗi cung ứng và sản xuất, giáo sư San Chin Wei, Đại học Columbia cho rằng Việt Nam cần tiếp tục chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao với kỹ năng tốt. Cùng với đó, thể chế cần hoàn thiện, khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, đảm bảo cung ứng năng lượng, đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu, tăng cường mạng lưới an sinh xã hội. Ông Chính Chu, tỷ phú gốc Việt, đánh giá nền kinh tế Việt Nam có tương lai tươi sáng với vị thế thuận lợi. Ông nói, đây là lúc Việt Nam cần đẩy nhanh tiến trình phát triển, tăng cường hợp tác với Mỹ trong những ngành có giá trị cao như công nghệ, bán dẫn, thu hút đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực ưu tiên, hướng tới vị trí hàng đầu trong chuỗi cung ứng. Việt Nam nên thiết lập các quỹ đầu tư tương tự như mô hình Temasek của Singapore, chuyên gia này góp ý. Còn theo giáo sư Nguyễn Thị Liên Hằng, Đại học Columbia Việt Nam đứng trước cơ hội để trở thành một nước mạnh ở cấp độ khu vực và toàn cầu.
Muốn vậy, cần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao bằng cách đổi mới giáo trình, cách dạy. Tôi muốn ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam theo học tại Đại học Columbia vì chương trình hợp tác với Việt Nam của đại học này là một trong những chương trình hay nhất mà tôi được biết, bà nói. Người đứng đầu chính phủ đánh giá cao các ý kiến đề xuất của chuyên gia về thứ tự ưu tiên trong chính sách của Việt Nam như các ngành mới nổi, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, tập trung phát triển hạ tầng. Đó là bước đi phù hợp với điều kiện Việt Nam là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi và phù hợp với xu thế thời đại, xu thế chuyển dịch chuỗi cung ứng. Thủ tướng thống nhất yếu tố con người là quyết định, do đó chính phủ sẽ tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với phương thức và nội dung đào tạo phù hợp với tình hình, đáp ứng yêu cầu phát triển của từng ngành, lĩnh vực ưu tiên trong từng giai đoạn. Ông cũng đồng tình rằng Việt Nam cần có giải pháp tổ chức sản xuất, tham gia chuỗi cung ứng, đáp ứng điều kiện và tận dụng tối đa những lợi thế, đặc biệt là những tiềm năng, lợi thế về nguồn lực con người. Đó là dân số trẻ, cần cù, ham hiểu biết, cởi mở, lắng nghe, có tiềm năng lớn trong các lĩnh vực toán học, công nghệ thông tin. Việt Nam sẽ không tách rời xu thế thế giới để kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, sức mạnh bên trong và bên ngoài, ông nhấn mạnh. Thủ tướng chia sẻ, Việt Nam xác định lấy nguồn lực bên trong là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, gồm con người, thiên nhiên và truyền thông văn hóa lịch sử. Nguồn lực bên ngoài là quan trọng và đột phá, gồm nguồn tài chính, công nghệ, quản trị, đào tạo nhân lực. Lãnh đạo chính phủ giao các cơ quan nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu các ý kiến trao đổi để tham mưu với chính phủ, thủ tướng trong chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực. Ông mong thời gian tới sẽ có dịp tiếp tục trao đổi chuyên sâu với các chuyên gia về từng nội dung trong các đối thoại chính sách, nghiên cứu chuyên đề để tiếp tục phục vụ thiết thực và hiệu quả cho quá trình phát triển của Việt Nam. Thủ tướng hy vọng tiếp tục nhận được hỗ trợ chung tay của Đại học Harvard, Đại học Columbia và các cơ sở giáo dục khác của Mỹ, nhất là về lĩnh vực giáo dục, đào tạo và tư vấn chính sách. Đây là một nội hàm rất quan trọng của đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt-Mỹ. Hơn một năm trước, tại Boston, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các giáo sư, chuyên gia kinh tế Harvard cũng thảo luận về chủ đề xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập tự chủ gắn với chủ động tích cực, hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Thủ tướng Phạm Minh Chính đang trong chuyến công tác tại Mỹ ngày 17 đến ngày 23 tháng 9 qua ba thành phố San Francisco, Washington và New York để dự họp tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, kết hợp hoạt động song phương. Chiều 20 tháng 9 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với ông Bill Gates, nhà sáng lập, nguyên chủ tịch tập đoàn Microsoft và nhà sáng lập chủ tịch quỹ Gates tại New York, Mỹ. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao thiện chí và những hoạt động hợp tác, hỗ trợ Việt Nam của cá nhân ông Bill Gates cũng như các quỹ. Mời ông Bill Gates thăm lại Việt Nam, Thủ tướng cũng đề nghị ông ủng hộ và hỗ trợ hoạt động của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia. Dự kiến cơ sở mới của trung tâm này chuẩn bị được khai trương trong tháng tới, cũng như truyền cảm hứng, tạo động lực cho thế hệ trẻ Việt Nam về đổi mới sáng tạo. Thủ tướng cũng mong muốn ông Bill Gates với tầm nhìn và kiến thức, kinh nghiệm và năng lực của mình tham gia tư vấn chiến lược về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần giúp Việt Nam phát triển mạnh mẽ và bền vững trong giai đoạn rất quan trọng hiện nay. Thông qua các quỹ, Thủ tướng mong ông Bill Gates tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, ứng phó biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng tái tạo, nâng cao năng lực y tế và giáo dục của Việt Nam. Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang ưu tiên thúc đẩy phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trong đó có phát triển chuỗi sản xuất, cung ứng chip bán dẫn. Chia sẻ với người đứng đầu chính phủ Việt Nam, ông Bill Gates cho biết luôn quan tâm theo sát sự phát triển của Việt Nam. Ông nói, Việt Nam rất quan trọng trong chính sách phát triển của Microsoft và các quỹ, đồng thời đánh giá cao những thành tựu phát triển trên nhiều mặt của Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là kết quả ấn tượng về tăng trưởng kinh tế và những thành tựu y tế, ứng phó đại dịch COVID-19. Ông Bill Gates muốn tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác và hỗ trợ Việt Nam tập trung vào lĩnh vực vệ sinh, nước sạch, môi trường, lĩnh vực y tế, lĩnh vực AI và các mô hình giáo dục tiên tiến. Ông cũng cho biết sẽ có thông điệp nhân dịp Việt Nam khai trương cơ sở mới của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia. Tại Việt Nam, Microsoft Corporation đã có nhiều hoạt động và đóng góp cụ thể cho mảng công nghệ tại Việt Nam trong nhiều năm qua. Về y tế, một trong những hoạt động nổi bật của Bill Gates là đóng góp trong Quỹ Y tế Toàn cầu cho việc hỗ trợ chương trình chống lao phổi, sốt rét và HIV của Việt Nam trong thời gian qua. Quỹ Gates cũng hỗ trợ các hoạt động sử dụng công nghệ để chống biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin bất động sản ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu quý khán giả có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, có thể chia sẻ bằng cách comment vào phía dưới video này. Và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe cho kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.